Thưa quý vị, mới đây, truyền thông chụp được hình ảnh nghi ngờ Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba phim giả tình thật. Theo như tiết lộ, sau khi quay phim xong, Hoàng Cảnh Du lên phòng xe của Địch Lệ Nhiệt Ba, hai người ở chung cùng nhau đến hơn 10 giờ. Sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn đi theo sau, cùng Hoàng Cảnh Du ngồi lên xe trở về chung cư của anh qua đêm. Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đang hợp tác trong bộ phim truyền hình Định Chế Tình Yêu Cao Cấp. Trước đó, hai người cũng từng vấp phải nghi vấn phim giả tình thật khi Mắt Liếc Đưa Tình trong hậu trường phim. Trong phim, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai một cặp tình nhân nên cả hai có không ít cảnh thân mật. Có điều, khi diễn cảnh ngọt ngào, đạo diễn đã hô cắt nhưng cả hai vẫn không buông tay. Không biết là chưa kịp phản ứng hay vẫn còn đang hưởng thụ sự ngọt ngào nho nhỏ. Báo chí xứ Trung cho biết, cặp đôi có thể đã phát triển từ tình đồng nghiệp thành tình yêu. Cho đến thời điểm hiện tại, cả Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đều chưa lên tiếng phản hồi về sự việc. Còn quý vị nghĩ sao về cặp đôi này? Hãy để lại bình luận, đăng ký kênh, nhớ bấm vào biểu tượng chiếc chuông để nhận thông tin mới nhất. Xin cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.